Hồng Vân trân trọng kính chào quý khán thính giả của Làn Sóng Việt TV. Hân hạnh được đến với quý vị qua chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp đến với quý vị hàng tuần qua nhiều làn sóng đài truyền hình Việt TV, Việt Radio cũng như là Uno IPTV và hệ thống Direct TV, và cũng hân hạnh được hội ngộ với rất nhiều quý khán giả khắp nơi trên cái hệ thống YouTube và trang mạng giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp. Thì nơi đó cũng hân hạnh được đón tiếp nhiều quý vị với nhiều câu hỏi khác nhau. Thành ra Hồng Vân hân hạnh được đến với quý vị một lần nữa để giới thiệu về giáo sư bác sĩ Nguyễn Hồng Anh. Và kính thưa quý vị, bác sĩ Hồng Anh đến từ trung tâm MyCare Plastic Surgery tọa lạc tại vùng Galleria, thành phố Houston, Texas, là một cái vùng trung tâm thương mại rất là sầm uất ở trung tâm thành phố. Và bác sĩ là bác sĩ chuyên môn về khoa thẩm mỹ tạo hình, tốt nghiệp tại USC, University of Southern California, với 20 năm hành nghề và giảng dạy tại các trường đại học lớn tại Hoa Kỳ cho các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ tương lai. Và hiện nay bác sĩ là bác sĩ Việt Nam duy nhất là bác sĩ plastic surgeon tại cái vùng Galleria, thành phố Houston, Texas, mà số điện thoại văn phòng là 832-874-6000, 832-874-6000. Và cảm ơn rất là nhiều quý vị đã xem chương trình và đã gọi vào, cũng như là được sự cố vấn của bác sĩ và được bác sĩ làm đẹp. Và cũng có một số quý khán giả đã cảm ơn bác sĩ, cũng như là cảm ơn đài đã truyền tải những cái chương trình hữu ích này đến quý vị. Và bác sĩ thường đến với nhiều làn sóng đài truyền hình cũng như radio, Việt Radio 1560-1480. Bác sĩ có nhận sửa những cái ca mổ thẩm mỹ ở những cái nơi khác mà không có được thành công và hay là bị hư đó, thì bác sĩ nhận để chữa lại cho quý vị, vì bác sĩ nói được làm được và làm rất là chuyên môn, thưa quý vị. Và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình cũng như là hội ngộ với quý khán thính giả cùng với bác sĩ ngày hôm nay. Hân hạnh được đón tiếp bác sĩ với chương trình hôm nay. Dạ, tôi là bác sĩ Nguyễn Hồng Anh, xin kính chào chị Hồng Vân và xin kính chào quý khán giả. Thời tiết thay đổi, tôi thấy hình như mặt chị nó tươi đẹp hơn, đúng không? Vậy thì ngoài cái nét xinh đẹp của chị, năm cái hình của năm cô xinh đẹp, thì chúng ta thấy những cô trẻ đẹp, và chị thấy trên màn ảnh đặc biệt là gì? Có đề là mặt căng chỉ và mũi chích filler. Hình thứ tư, tất cả những cái mặt có thể nói mặt xinh đẹp, chị thấy mê không? Vừa đẹp vừa trẻ vậy, chị thấy mê không? Dạ đẹp, đẹp bác sĩ, tại có lẽ họ còn trẻ phải không ạ, cho nên những cái phương cách mà mì ăn liền đó phần nào sao thì sao chị gọi mì ăn liền không, vậy không không có biết là tai hại sao này thì như thế nào sao chị gọi mì ăn liền vậy? Tôi để lên mặt căng chỉ và mũi chích filler, chị có tin là như vậy không? Dạ Hồng Vân phải nghe suốt chương trình thì Hồng Vân mới biết rõ. Mình mê mấy cái nét đẹp đó, ok được. Nhưng mà có thể nói cái trình độ, cái thái độ và cái kiến thức của mình á, mê là một chuyện, nhưng mà không có hạ thấp xuống cái mức gọi là mê tín dị đoan. Tại thật sự thưa quý vị, mấy cái mặt đẹp này là mấy mặt cô trẻ, không có cái nét nào mà cái chỉ mà nó gìn giữ như vậy, hay là cái mũi ra từ cái nét mà chích mấy cái chất gì vô trong trọng hết trơn. Là thưa quý vị, trung tâm của chúng tôi giống như là cô Hồng Vân, chị Hồng Vân đã nói đó, thì ngoài cái nhận sửa hư thì chúng tôi thật sự và nhấn mạnh và sẽ tiếp tục nhấn mạnh, chúng tôi là cái bến cảng an toàn, cái safe harbor trong cái có thể nói cái thị trường tùm lum của cái chúng ta đã đặt cái tên rõ ràng, tại vì nó là như vậy, chúng ta gọi là cái thị trường thẩm mỹ làm đại. Thì những cái mặt đẹp này nó không có dễ là chỉ luôn chỉ vào, nhưng mà người ta thấy dùng những mặt này để quảng cáo, thành ra mấy bà, mấy cô, mấy người lớn tuổi có thể nói là họ rất rất là mê. Ok, thưa chị, thưa quý khán giả, tôi không biết quý vị sao, nhưng mà cái thực tế ở đời đó thì có thể nói là những cái gì đàng hoàng, những gì tốt, những cái gì bền vững, gì chững chạc đó, thì nói chung giống như thuốc gì đó, thì thuốc nó khó nuốt lắm, thuốc nó cay đắng rồi, chứ không phải thuốc là một cái gì mà nó dễ, nó ngọt như kẹo, rồi nó cũng không có cái gì thần kỳ và không có phản ứng phụ, thì cái đó là thật sự là thuốc. Còn những cái gì mà có thể nói là cái thần kỳ hay không có phản ứng phụ á, thì nó phản dữ lắm và nó phụ dữ lắm,
nó phản tâm cái người lương y và nó phụ lòng cái người bệnh nhân. Và không những như vậy, trong thị trường Việt Nam chỉ biết là bị quất tiền khủng khiếp á, thì có thể chúng ta sẽ học hỏi thêm về những cái mặt, về những cái mũi và những thêm những cái quan niệm mới mà quý vị có thể không biết tới và chúng tôi muốn chia sẻ. Bây giờ tin mừng thưa quý vị, thì có thể anh Trường để lên cái hình kế là chúng ta có thuốc ngừa cho COVID rồi, cho cái virus của Tàu, cái virus Vũ Hán rồi. Thì đây là cái thuốc. Thì quý vị nào mà do dự có nên đăng ký, nên chích ngừa không? Thì lời khuyên của chính tôi là quý vị nên đi chích ngừa đi. Ok, Đức Giáo Hoàng mới chích ngừa rồi. Ok, thành ra cái này là không phải là một cái vấn đề gì về tôn giáo, công giáo, ma giáo gì hết. Nói chung là quý vị nên chích ngừa. Nói chỉ biết là cái nhóm dân chủ ở trong quốc hội đó, thì trong cái thời mà tranh chấp bầu cử đó, thì họ tìm đủ cách họ phá. Thì họ nói là cái gì, họ nói là cái thuốc ngừa nó không hữu hiệu, họ sợ, họ không làm. Bây giờ là họ là những cái người đầu mà họ dành đứng vô sắp hàng. Nhiều khi có thể tôi không ngạc nhiên là họ dành cho gia đình của họ, trẻ già gì cũng vô để chích ngừa. Thành có thể quý vị đi chích ngừa đi. Ok, tại sao? Tại vì nói chung là đây là thuốc, đây thật sự là thuốc thần, thuốc tiên, đây là thuốc kỳ diệu. Còn cái mà gọi là thuốc thần kỳ không phản ứng phụ thì có thể nói ở đời thực tế cái chuyện đó không có. Tôi không biết chị nhìn qua những cái năm vừa qua đó, thì chúng ta thấy trong cái lúc bắt đầu COVID và có thể nói lúc mà cao điểm cái mức sợ hãi đó, thì chị không biết chị nhớ về cái phần gì, nhưng mà tôi nhớ tới có thể nói là cái thị trường không những thẩm mỹ làm đại chúng ta có rồi, có lâu rồi, nhưng cái thị trường sức khỏe làm đại. Ok, cái sức khỏe làm đại đó thì nói chung nó tùm lum hết, đúng không? Thì có thể nói là lúc đó là tôi không biết chị nhớ không, trong từ tháng 2 cho tới bây giờ thì có làn sóng sến súa, thì bán dừa tỏi đen nè, nấm phượng hoàng dừa chữa trị được cho ngừa cho COVID nè, phải không? Rồi có đông y tiên sinh nói là có liên lạc qua bên Tàu và họ chia sẻ với nhau cách mà trị COVID, nhưng mà rốt cuộc Tàu cũng phải ra thuốc ngừa, mà thuốc ngừa có 50% hữu hiệu. Mà cái đó là cái tin bữa nay, tin mới, nhưng thật sự tôi không biết là phải 50% hữu hiệu không. Thì chúng ta nói về cái COVID, chúng ta nói về thuốc ngừa và nói về những cái thực tế, những cái có thể nói những chuyện lạ tuyệt vời mà có thiệt. Thì ngoài cái thuốc ngừa COVID, có một cái chuyện mới, chuyện hay là có một cái nhóm bác sĩ và nhà bác học ở bên nước Ý. Chị biết có thể nói năm 16, 17 lúc mà tôi bắt đầu qua Ý, một cái ký ức rất là đặc biệt cho tôi. Đó. Thì thưa quý vị đã biết tin tức trong năm vừa qua là một số bệnh nhân họ bị dính bệnh COVID thì họ phải vô nhà thương rất là nặng. Rồi quý vị thấy trên tin tức nào nhà thương rồi vô ICU rồi họ phải có những cái giường rồi họ quay qua quay lại tại vì nước trụ vào trong phổi. Phổi mình nó bị tổn thương, ok, nó bị damage, nó bị thẹo từ cái nhiễm vi khuẩn của cái COVID. Thì cái nhóm nhà bác học ở bên nước Ý đó, thì bây giờ chúng ta trong chương trình đã nói về những cái phần hữu hiệu của mỡ. Thì trong cái thế giới mỡ là vàng, thưa chị và thưa quý vị, thì nhóm bác sĩ, nhóm khoa học gia ở bên nước Ý thì họ đã vào cái phase 3 trial, tức là dùng cho bệnh nhân. Ok, thì họ dùng cái mỡ, họ có cái protocol đàng hoàng để họ dùng mỡ để chi? Để một là họ ngừa, hai là họ chữa, tức là họ reverse, làm ngược lại những cái thẹo, những cái chai ở trong cái phổi vì cái nhiễm trùng của vi khuẩn COVID. Thành ra một chuyện chị bất ngờ phải không? Nhưng mà nói chung đây là một chuyện rất là lạ và tuyệt vời, và tôi muốn chia sẻ với quý vị. Trung tâm của chúng tôi, ok, Bến Cảng An Toàn, chúng tôi là trung tâm chích ngừa và điều trị cho đại vi- có thể nói là cho cái thẩm mỹ làm đại, cho con virus làm đại, cho cái đại dịch làm đại. Thành ra đây là có thể nói là quý vị cần nhu cầu thì có thể đến tới nhà trung tâm chúng tôi được cứu giúp. Dạ, giáo sư có khác không thưa bác quý vị? Bác sĩ nói chắc phone của văn phòng 8328746000 quý vị gọi vào nhé quý vị. Dạ, thì nó nói cho vui và nói theo cái ngôn ngữ bây giờ. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục và có thể một số hình ảnh mới.
thì bây giờ đó chúng ta đã tung lên những hình ảnh cô gái đẹp mà tôi nói chơi nói vui quý vị, đây là căn chỉ. Thì cái hình kế chúng ta thấy thì cái mơ hồ, cái ảo tưởng của một người lớn tuổi như cô này đi, mà trong đầu óc nghĩ là đi căn chỉ thì sẽ trẻ. Thì chúng ta thấy quảng cáo trên mạng ở bên Hàn Quốc cộng ở bên Việt Nam mà bao nhiêu bên nước Á Châu, thì người ta quảng cáo đây là cái mặt chỉ. Ok, thì thưa quý vị, đây là trò khỉ dùng chỉ, tức là sao? Không có một cái giải phẫu mà căn chỉ nào mà nó tạo ra một cái nét như vậy. Thì có thể nói cái mặt mà bên phải, cái mặt after đó, là qua nhiều cái procedure, nhiều cái phẫu thuật hợp lại khác nhau, mà có thể nói là không có phẫu thuật nào thực tế trong này mà nó bằng chỉ. Nhưng chị biết bây giờ đó thì bao nhiêu chỗ quảng cáo thì họ chỉ là một cái chuyện rất là dễ làm, hay là quảng cáo là những kết quả rất là nhiều như vậy là từ chỉ mà ra. Thì cái hình kế mà chúng ta thấy đó là có thể nói còn khủng khiếp hơn, thay đổi rất là nhiều phải không? Thì chúng ta thấy đây là trung tâm của bạn tôi, một người quen GNG ở bên Hàn Quốc ở khu ngoại ô. Ok, thì cái này đó là được dùng ở bên Việt Nam, họ nói đây là căn chỉ, thành ra tôi có vẽ cái dòng chung quanh đó, ở dưới là dùng cái chỉ để căn mặt như vậy. Mà thật sự nếu mà chị nhìn đó, thì chị thấy cái này là thay đổi từ cái xương mặt nó mới ra cái mức như vậy, không có chỉ nào mà làm như vậy. Thành ra chúng ta thấy đó thì có thể nói đây là một cái dựa hơi ăn ké, tôi không dám nói là lừa gạt, nhưng muốn nói thì mình cứ nói như vậy. Thì có thể nói một cách rõ ràng, và với quý vị Việt Nam thì có một cái trung tâm họ cũng dựa hơi cái tên GNG. Thì thưa quý vị, trung tâm này ở bên Hàn Quốc đó là những bác sĩ rất là trẻ, họ giải phẫu phần mềm mà họ nói họ chuyên là cái gì sơ sơ thôi, tiếng Mỹ dịch ra là minimally invasive, tức là cái này thật sự là không có một cái gì lớn mà không thể nào có một cái thay đổi như vậy. Thì có thể đây là một kiến thức tôi chia sẻ cho quý vị để cái trình độ của mình, cái thái độ mình không có hạ thấp xuống cái mức mà tôi gọi là mê tín dị đoan hay là mê tin dị đoan cũng như vậy. Có thể nói đó là quý vị mà bây giờ mà qua Hàn Quốc đó, cái thị trường có thể nói là vì cái kinh tế, vì cái Covid và nhiều chuyện khác nó đã bị nát bấy cũng vài năm rồi. Thì có thể nói là bây giờ chúng ta thấy có những thay đổi khủng khiếp before and after. Thật sự mà chỉ vào cái Subway, cái đó là cái Photoshop thôi, chứ cái đó có thể nói là không phải là cái gì mà thật. Thì có thể quý vị đã thấy cái này rồi, hay chúng tôi đã chia sẻ những cái hình như vậy. Đây là những phương pháp mà họ làm chỉ. Chị thấy là bao nhiêu cái kim mà nó đâm vào gò má hay là bao nhiêu chỗ khác. Thì tôi không biết chị thấy sao mà ai mà đâm vô cái gì đó thì nó tạo ra thẹo ở dưới da. Thì chỉ nó có hữu hiệu hay không là một chuyện khác, nhưng mà đây là có thể nói là một cái thẹo. Chúng ta có thể thấy cái hình kế thì cũng không có khác gì. Có thể nói là chị đếm cái này có thể nói là hơi khiêm nhường đó nha, là hình như là khoảng chừng có thể là mới 12, 13 cái kim chỉ vô. Thì nó cố hy vọng nó tạo cái săn chắc là sao? Là thẹo. Chỉ có ngờ cái thời hiện đại bây giờ, bác sĩ, thậm chí cũng không phải bác sĩ, y tá, những thành phần khác, cộng nha sĩ, bây giờ nha sĩ cũng làm này nha chị, thì làm tiền bằng tạo thẹo cho bệnh nhân. Chị nghe câu chị bất ngờ không? Mà bệnh nhân trả tiền để được có thẹo. Thành ra cái đó là có thể nói là có một cái lý luận của một cái trình độ mê tín dị đoan. Thì cái đó là tôi xin chia sẻ cho quý vị. Nó dùng những cái tên rất là, chị không có ngờ đây là thẹo. Họ dùng những cái tên là giống như collagen stimulation, collagen induction. Thì ở đây là một cái trung tâm ở bên nước Úc. Họ quảng cáo một người Á Châu như vậy mà căn chỉ rồi, cái mặt chị thấy đẹp không? Hả? Nó đầy đặn chứ phải không? Đầy đặn rồi, cái môi đầy hơn. Cái này đó là cái sưng của thuốc tê chích cho chị, chứ không liên hệ gì tới cái chỉ. Ok, và quý vị sẽ khó mà thấy được cái hình thật sự nha. Tôi nói là hình thật sự, mà có thể nói là vài tháng, huống chi là một năm sau khi làm chỉ thì nó không có những cái kết quả đó. Đó, thành ra những cái hình này quý vị thấy có thể nói là trên YouTube Việt Nam hay gì đó, là có thể nói là cái thuốc sưng chích vào. Thì chị biết đó, bây giờ thì cái này là giống như chị vô văn phòng nha sĩ, chị có răng sâu chị ra chích chị cũng đẹp như vậy đó. Thuốc tê họ chích vào để cho tê chị làm răng rồi, nó cũng cái mặt ra cũng đầy đặn như vậy. Thành ra ai mà muốn làm đẹp cái mặt trẻ hơn thì tới nha sĩ để làm răng sâu thì sẽ ra đẹp như vậy. Thưa quý vị, cái hình kế thưa quý vị là cái hình từ cái trung tâm ở bên Úc. Ok, đây là cái hình có thể nói thực tế hơn. Thì cái hình này quý vị thấy đó là cái gì?
ngay sau khi làm chỉ, tức là trong ngày đó, trong giờ đó làm xong đó, thì họ nói là nó sẽ có những cái nhăn. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ cái hình này đó, trước khi làm, sau khi làm, cái nhăn đó họ nói là phải cố làm cho nó nhăn nhiều để vài ngày sau nó biến mất. Thì tôi không biết chị nghĩ sao, nhưng mà một người bác sĩ mà giải phẫu thật sự, chuyên môn thật sự làm cái thẩm mỹ đó, vài ngày mà cái chỉ nó đã rách da, nó làm mất đi cái nhăn đó rồi, thì không những cái nhăn đó mà những cái bộ phận mà nó kéo lên nó cũng bị rách đi hết trơn. Thành ra mà tôi thấy cái hay của cái câu mà tôi circle, tôi vẽ vòng tròn đó, nói là vài tháng sau nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Không bao giờ chúng ta thấy những cái hình vài tháng sau. Có kết quả vài tháng sau, có thể nửa năm sau. Thì đây là những cái kết quả thật sự mà quý vị không có bao giờ nghe tới, là trong một số cái chỉ mà bỏ vào đó, thì không những lúc làm xong mà có thể vài tuần sau, vài tháng sau, nửa năm sau, nó có những cái lỗ kim, có những cái lợm cợm, những cái hủng như vậy. Mà chỉ tưởng tượng cái thị trường này, những người mà vô họ làm như vậy đó, họ không có biết căng mặt, họ không biết dở da, họ chỉ đâm cái gì vô thôi, mà có cái trục trặc như vậy, họ không phải là cái người mà sửa những cái tai nạn, tai họa như vậy. Đó là những người tới văn phòng như của chúng tôi, tới cái bến cảng an toàn của chúng tôi để sửa lại những cái mặt hư. Có những cái bài học thấy rõ, wow, tôi không biết chị sao, tôi thấy cái mặt này rất là đẹp. Với chỉ, từ một cái mặt nhăn nheo mà tới cái da láng cót, mà cái hàm láng cót, mà cái môi cũng đẹp, cái này bằng chỉ. Thì dĩ nhiên đây là của một trung tâm, có thể nói hình như là ở bên Pennsylvania, của ông bác sĩ da. Bảo đảm chị, bác sĩ da không có cái kết quả như vậy, và không có kết quả như vậy với chỉ. Thành ra bệnh nhân này đã đi tới một chỗ nào căng mặt, rồi lúc mà trở lại tham khảo và khám với ổng cho cái chuyện da, ổng chụp hình rồi ổng nói cái này là cái hình bằng chỉ. Thành ra thưa quý vị, không có một cái kết quả nào mà chỉ mà ra như vậy. Quý vị muốn biết cái kết quả thật sự, và chúng ta so sánh cái, có thể nói là cái thuốc cay đắng, cái khó nuốt, và cái thật sự của cái chuyên môn thật sự, và cái căng mặt thiệt, cái làm trẻ thiệt, và so với cái mức mà người ta quảng cáo là không phản ứng phụ, thần kỳ nhanh của cái căng chỉ là sao. Cái hình này đó thì chỉ có thể thấy bên trái với chỉ chúng ta đã thấy rồi, cho khỉ dùng chỉ chúng ta thấy kết quả ra sao. Nhưng mà căng mặt thiệt đó, quý vị có thể thấy cái nét mặt, cái nét căng của cái da, cái nét săn chắc của cái hàm. Và nếu chúng ta quay video cái này chúng ta coi đó, cái nét trẻ toàn vẹn như vậy, không có bao giờ mà chúng ta có thể được bước gần một hai bước với cái gọi là cái căng mặt bằng chỉ. Thành ra có thể nói là tôi không biết là những người mà họ học tiếng Mỹ từ đâu mà họ nói là không cần căng mặt, nhưng kết quả căng mặt nhiều khi còn khủng khiếp nhiều hơn cái kết quả căng mặt. Thì có thể cái đó là tôi cũng muốn biết trường đó đâu, tôi tới tôi coi trường đó ra sao. Thưa chị, đây, quý vị nào tới những văn phòng, và thậm chí đặc biệt cho những đại phu nhân ở những văn phòng mà họ có access, họ ghiền tới bao nhiêu cái chất filler, ok, đó, thì họ tự bơm hay là chồng họ bơm nó, ok, bác sĩ gia đình hay là mấy cô y tá họ bơm, ok, đây là cái mặt bơm, ok, đây là cái mặt filler, ok, nó không có tốt gì đâu, ok. Chúng ta đã nói một phần nào mà những cái mặt bơm á, thì nó có một cái nét bơm đặc biệt như vậy, và không những như vậy, với thời gian nó làm lỏng cái chỗ mình không có muốn lỏng, và nó sệ và nó phình phình ra. Cái mặt mà đã luồn chỉ, mà đã bơm khủng khiếp không biết bao nhiêu lần, ok, với cái filler, lúc mà căng mặt lấy cái chất filler đó ra, chị thấy cái nét nó khác không? Cái nét này có thể nói là lịch sự, tự nhiên, trẻ, trẻ rất nhiều và trẻ đúng khuynh hướng. Có lẽ đây là cái phản ứng phụ của cái căng mặt thiệt đó chị, là nó ra cái nét như vậy đó chị. Thì thưa quý khán giả, đây là tôi chia sẻ những cái bài học. Thuốc thật, nó cắn, nó đai, nó cay, nó khó nuốt. Thì COVID chúng ta có thuốc ngừa rồi, quý vị nên đi chích ngừa. Và trung tâm chúng tôi là trung tâm chích ngừa cho cái đại dịch thẩm mỹ làm đại, và chúng tôi là cái nơi điều trị cho cái bệnh thẩm mỹ làm đại, thưa quý vị. Dạ, và thưa quý vị trên radio có thể
truy cập vào giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp thì quý vị sẽ thấy cái chương trình để quý vị có thể coi lại quý vị nha. Và quý vị có thể liên lạc ở văn phòng 832-874-6000 và thưa quý vị, bác sĩ Hùng Anh thường thì có cái kiến thức sâu rộng, kỹ thuật chuyên môn và cái nhìn quốc tế của một người giải phẫu thẩm mỹ tạo hình. Thì nếu mà chúng ta, nếu mà Hồng Vân nói là kiến thức sâu rộng thì bác sĩ là một người đã là một cái người huấn luyện các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ tương lai và có cái kiến thức sâu rộng, có nghĩa là bác sĩ đã có cái knowledge, bác sĩ có nhiều cái kinh nghiệm và bác sĩ cũng có cái sáng tạo và có cái mổ, nhiều cái mổ cao cấp và có nhiều phương cách để giúp cho quý vị cải thiện những cái vấn đề mà quý vị gặp phải ở những cái văn phòng không có được chuyên môn. Cho nên là Hồng Vân mời quý vị gọi vào 832-874-6000 để được bác sĩ giúp đỡ. Dạ, yeah, và tôi xin nhấn mạnh đó, trước khi chúng ta vào cái quảng cáo đó, là có thể nói cái thế giới bây giờ, thế giới thẩm mỹ làm đại đó, làm nhanh, làm đại, thì có thể nói cái mà người ta quảng cáo cái collagen hay là những cái chỉ tiêu này, những cách làm nhanh, làm tiêu như vậy, có thể nói đây là cái collagen này là những cái thẹo, cái thẹo là chánh quả của cái thế giới thẩm mỹ làm đại đó thưa quý vị. Thành ra quý vị nghe cái gì mà tạo collagen, làm ra collagen mà với những cái phẫu thuật, thậm chí những cái gì mà chúng ta uống vào, thì cái đó là cái chánh quả của thế giới thẩm mỹ làm đại. Dạ. Dạ. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Sau một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài, thì chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp với giáo sư bác sĩ Nguyễn Hồng Anh hân hạnh được trở lại với quý vị phần 2 quý vị nha. Bác sĩ Nguyễn Hồng Anh với chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp hân hạnh được đến với quý vị trong phần 2 qua chương trình hôm nay, và xin quý vị liên lạc 832-874-6000 832-874-6000 khi quý vị có những cái câu hỏi cũng như là có những cái trường hợp mà những văn phòng khác không có chuyên môn đã đặt để trên mặt quý vị hay là trên thân người của quý vị những cái ca mổ ngực bụng không có thành công, không có kết quả, thì đây là bến cảng an toàn để quý vị có thể gọi vào, cũng như là cái tin vui khi chúng ta có thuốc chích ngừa cho COVID thì hân hạnh và thuốc chích ngừa cho thẩm mỹ làm đại nữa chị. Được. Cái đó quan trọng hơn. Thưa chị Hồng Vân và quý khán giả, chúng ta đã trong phần 1 chúng ta nói tới những thẩm mỹ làm đại, chúng ta căng mặt bằng chỉ và chúng ta chích những cái chất lên mặt, chúng ta thấy cái nét đó thật sự ra sao rồi, không có gì mà gọi là trẻ và đẹp, ok. Và có thể nói đây là cái nét rất nhiều đại phu nhân bây giờ, nhưng mà tôi có thể nói đây là một cái bệnh rất là đặc biệt, tại chị biết sao không, tại có tình trạng bây giờ đó là nhiều khi có văn phòng đó thì họ đi đâu á, thành phố khác, thì họ gọi trước, họ gọi chị gom hết tất cả những cái bà, những chỗ của thành phố Dallas của chị đi, xong rồi đó thì chồng em thai mát lắm, chồng em bác sĩ gia đình lên với ống chích là chích Botox, mình làm Botox party hay là filler party. Thì quý vị nghe có thể trong Houston là có những cái open house mua 3 ống filler rồi được 2 ống free, không có khác gì mà mấy làn sóng mà bán dược thảo hay là mấy cái đồ làm đẹp. Thì thưa quý vị, có lẽ tôi hy vọng là quý vị với những chương trình này có kiến thức mà nó cao hơn cái mức gọi là mê tín dị đoan, thì có thể chúng ta hiểu và tránh những cái tình trạng như vậy. Chúng ta bắt đầu và nói về cái mũi. Thì đây, thưa quý vị, có thể nói là ở thị trường Hàn Quốc, thẩm mỹ làm đại nó rất là thịnh và nó đã lan vào thị trường Việt Nam, ở Việt Nam và ở Mỹ. Thì bây giờ cũng từ từ người ta bắt đầu, văn phòng chúng tôi rất tiếc là cũng đã bắt đầu phải chăm sóc và phải lo về những tình trạng như vậy. Đây là mũi đó, thật sự là để mũi là để giải phẫu đàng hoàng, nhưng mà đây đó thì trò khỉ dùng chỉ nó lại ló ra một lần nữa thưa quý vị. Thì quý vị nhìn trên hình đó, quý vị thấy là bao nhiêu cái chỉ khủng khiếp chưa trong cái mũi. Cái này là thường là tới văn phòng y tá hay văn phòng mà thật sự bác sĩ mà không có biết mổ mũi thì họ rất hăng say, tại đây là họ nghĩ là một phương pháp để họ được giải phẫu cái mũi. Mà thưa quý vị, đây là cho quý vị thấy thật sự cái gì mà chúng tôi phải lấy ra. Và cái hình dưới quý vị thấy đó là cái chỉ, ok. Tôi để cái chữ rách là cái gì, ok. Thì chị biết cái mũi người phụ nữ, không những phụ nữ mà có thể trên cơ thể phụ nữ đi, rất là quý và rất là quan trọng. Cái gì mình có một cái lần thôi nó rách rồi là nó xong, ok, nó mất giá rồi. Thì cái mũi đó chỉ vào mà nó rách rồi đó là cái gì?
nó rách là nó rách đi những cái sụn, dù cái sụn người Á Châu nó không có mạnh tới mức mấy nhưng mà nó rách rồi, hay là nó bị nó ra những cái chất độc, hay là nó tổn thương cái mũi, cái hình dáng nó ra hư rồi, lúc chúng tôi lấy ra nó không có dễ lấy ra thì nó rách cái sụn. Những cái chỉ lấy ra lúc mà sửa lại đó, ở hình bên phải quý vị thấy có thể người nào mà bác sĩ mà chuyên môn mà thấy mũi là cái sửa lại nó công phu, không phải là lấy này ra rồi nhét một cái cây, nó rách, nó hư, nó méo, nó móp, nó đủ thứ hết trơn. Thành ra cái này nó tốn bao nhiêu gân, bao nhiêu sụn, có thể nói một giải phẫu khổng lồ. Thành ra có thể nếu mà được thì cái này là một cái chuyện gì mà chúng ta nên tránh. Đây, chị thấy cái này là cái gì không? Thấy giống như là mấy chất trắng trắng, mấy cái lớp lụm cộm gì đấy không? Thưa quý vị, ai mà ham mà giống như mà chích mặt đó, ok, mà dễ đó mà họ chích mũi với những cái chất mà lâu dài mà khó tan đó, thì trong trường hợp như vậy, đây là những cái chất lúc mà có trục trặc rồi chúng tôi phải lấy ra. Thì đây là hình dáng, quý vị không ngờ, tại quý vị không phải là cái người mà phải vào mà sửa hư cái này, mà những cô y tá, những nha sĩ, những bác sĩ gia đình mà họ chích những cái này, thật sự họ không có biết gì để họ dỡ lên, họ thật sự không bao giờ thấy ở dưới da. Thành ra đối với họ cái chích là một cái dễ, một cái đơn sơ. Thì đây là những cái hậu quả, đây là cái chất, có thể nói chất radius, chất calcium hydroxyapatite. Thì chúng ta thấy cái mà tôi gọi là chất sền sệt, ok, chất sền sệt mà thị trường nhiều khi có chích nhiều hơn chất Juvederm, chất Restylane, open house, hình như Houston sắp có open house, lâu lâu có open house á. Thì những trường hợp như vậy đó thì chúng tôi phải lấy ra. Nhiều trường hợp nó có những cái trục trặc chúng ta sẽ nói và chúng tôi lấy ra, lấy ra rồi làm gì? Nhiều khi nhiều trường hợp chúng ta phải tiến tới những cái mức nặng mà lấy ra, nhiều khi tới cái sụn sườn để lấy ra. Thành ra thưa quý vị, cái đây là không phải là một cái chuyện nhỏ. Thì lúc mà chúng ta bỏ những cái chất gì vào cơ thể, chất lạ, ok, dù là chỉ, dù là cái chất mà chúng ta chích cái gì, ok, thì đây là những cái chất, có thể nói những cái chất này, chất lạ, cơ thể nó tạo ra thẹo là một chuyện, nó tạo ra cái phần thứ hai chúng tôi gọi là gì, là cái biofilm. Yeah, chị bao giờ nghe tới cái chữ biofilm không? Ok. Yeah, thì thật sự người Việt Nam họ không có nghĩ tới. Chúng tôi trong cái ngành thẩm mỹ tạo hình, chúng tôi lo rất nhiều về cái biofilm. Ok. Chúng ta thấy cái biofilm là vào cơ thể không những có cái thẹo của những cái chất lạ. Đây là những cái hình con vi trùng, là con bacteria. Có thể chị không có biết thì chị nhìn thấy giống như cái con COVID gì đó. Thì trong cái mùa COVID mà loạn lên hết trơn, đông y sĩ họ cũng để lên mấy cái hình này để họ chữa và họ hỗ trợ cho đề kháng của bệnh nhân. Thì đây là những cái biofilm, ok. Dịch ra tiếng Việt Nam là gì? Cái lớp nhờn hay là cái bọc nhờn đầy vi trùng, đầy con bacteria, ok. Thì cái này đó, thì cái người mà họ bỏ chỉ vào, họ chích những cái chất vào, trường hợp này nó xảy ra nó không có ít đâu chị, ok. Thì nó tạo ra những cái trường hợp mà mũi, hồi nãy đó chị thấy là chị thấy một cái trường hợp anh Trường lấy cái một cái đốm nhỏ như vậy thôi mà ở dưới là nguyên một cái bọc, nguyên cái lớp biofilm, ok. Thì không biết chị nhớ cái trường hợp có một cái cô bạn của ông chồng là bạn quen của tôi đó, thì cổ đi tới một cái chỗ Galleria, cổ sửa cái mũi, lấy cái cây ra, rồi bác sĩ mổ tổng quát, khai là bác sĩ thẩm mỹ chuyên môn, họ mò tới cái mức họ lấy sụn sườn họ bỏ vào. Thưa quý vị, cái người mà không chuyên môn đó mà mò tới căn mặt sâu hay là sụn sườn đó không phải là chuyện chúng ta hoan nghênh, tại cái đó mà nó hư là nó hư khủng khiếp. Thì trường hợp cô này đó thì xong rồi thì nó u lên ở trên. Tôi không biết chúng ta có kể một chút xíu cái chuyện này với quý khán giả. Cô trở lại văn phòng đó thì bác sĩ chạy vô phòng cầm cái sách của bác sĩ Toriumi chuyên môn, tại ông bác sĩ này quảng cáo là tôi là đệ tử bái sư Toriumi, nói là ông sách nói ông như vậy mà tôi làm đối gì sai, sai tại sao nó gồ ghề. Xong rồi cổ nói ông chỉnh lại, ông chỉnh lại thì đã tránh đi bỏ cái cây rồi, lấy cái sụn sườn làm hên là ta không có gì xảy ra, cái mũi không có đẹp lắm, nó như cái khúc gỗ nhét vô. Nhưng mà xong rồi ông nói thôi chích cái filler vô, ok. Thì chích vô đó thời gian sau thì cổ như cái mũi chúng ta thấy hồi nãy nó một cái đốm
đỏ đỏ xanh xệt như vậy, nó không bao giờ mất đi, thì làm tới làm lui nó như vậy hoài. Lúc mà tháo ra đó thì chúng ta thấy nó nguyên cái bọc đây, để trường hợp giống như vậy đi, rồi nguyên cái bọc ở dưới, ok, nguyên cái bọc nhờn, ok, là những cái chất bỏ vô nó đã bị contaminated, nó đã bị infection rồi, ok. Thành ra thưa quý vị, cái chích không phải là một cái gì mà có thể nói là cái đơn sơ. Thì đây, thì cái quan niệm cái biofilm hay là cái bọc nhờn hay cái lớp nhờn đó là vì từ cái môi trường có thể nói khử trùng, ok, mà dùng thì từ cái môi trường khử trùng, từ cái kim, từ cái chỉ, từ cái chất chích vào, và thậm chí không cần phải như vậy, chị đã làm cái gì đàng hoàng xong xuôi rồi, chị đến nha sĩ rồi chị làm răng, họ khử khử, họ clean cái răng rồi, chị biết là răng đâu phải là cái chỗ mà trong miệng là chỗ sạch sẽ, thì cũng có những con bacteria này kia. Chúng ta biết tại sao cái người mà răng không sạch thì họ những con bacteria nó vô tim, rồi nó cái tỷ lệ mà đau tim thì nó cao hơn. Thì những con bacteria, những con vi trùng này thì lúc nha sĩ khử khử clean răng này ra thì hên xui ma rủi nó hứng, nó tung tăng hung hăng, nó đi chỗ này chỗ kia, nó vô mạch máu, nó tới cái chỗ nào mà chúng ta có cái chỉ, cả đống chỉ đó, cái mặt có 20, 30, 40, 50 cái chỉ đó, hay là có cái cây đó, và thậm chí cái túi ngực, hay là chúng ta làm cái hip replacement thì nó động vào, thì nó tạo ra cái lớp nhờn ở đó. Thưa chị, cái lớp nhờn này không phải là một cái gì mà có thể nói là một cái lớp nhờn tốt. Thì cái mức này có thể nói là đây, cái hình này đó thì giống như hồi nãy chúng ta thấy cái mũi đó, thì lúc lấy ra đây là cái lớp mà đã chích những cái chất gì vào rồi, ok. Quý vị nhìn thấy một cái đốm đỏ hồi nãy tưởng là ít, nhưng mà đây là nguyên cái lớp trong, phải lấy ra rồi tiến tới làm cái sụn sườn thật sự. Mà cái này là không phải là nhét cái sụn vô những cái cây, muốn làm cái mũi đẹp thì chúng ta đã bàn rồi là phải làm, và từ cái chóp mũi cho tới cái sống mũi cho nó đẹp. Thì đây là cái biofilm, ok. Cái biofilm, cái lớp nhờn này xảy ra chỗ nào mà chúng ta có những cái chất lạ. Thì những người mà y tá, bác sĩ gia đình đó, thì chị nghĩ cái quan niệm của họ, họ làm gì? Tới văn phòng của bác sĩ gia đình, thường đó chị thấy không khỏe là gì? Họ đè ra, họ để cái bịch nước biển chị chích vào, thì trong vòng vài tiếng đồng hồ là xong, ok. Nó có ô nhiễm chút xíu thì nó cũng ra, ok. Y tá chích ngừa cho mình cũng vậy, chích xong rồi nó cũng xong. Nhưng mà những cái này mình chích vào nó ở rất là lâu, thậm chí quý vị muốn nó ở rất là lâu. Tại sao? Tại muốn chích vào cho nó đầy, chích vào nó thay đổi hình dáng, chứ đâu phải quý vị muốn chích vào tiếng sau nó mất đi. Thì những chất này nó ở lâu, cộng với cái môi trường, tôi không biết quý vị sao, nhưng mà quý vị tới văn phòng y tá mà khu bánh mì mà đối diện siêu thị này kia đó, mà nghĩ chỗ đó là một chỗ sạch sẽ, hay là chạy lên chạy xuống đường Bosa hay đường Bel Air mà vô văn phòng, mà văn phòng bác sĩ tổng quát mà khám, mà nó không có những cái ghế cao su nhựa màu xanh lè, màu đỏ quét giống như bên quán cà phê ngoài đường Việt Nam là hên rồi. Thành ra có thể nói là quý vị mà vô cái môi trường giải phẫu chuyên môn đó, thì những bác sĩ như chúng tôi dở da lên, dở thịt lên, dở gân, dở đủ thứ, thấy xương, chúng tôi phải giữ cái môi trường nó sạch sẽ. Thành ra cái quan niệm đó có thể nói với những người nghĩ đây là những cái chuyện nhẹ thì họ không có cái mức, có thể nói cái mức mà khử trùng nó tới cái mức mà có thể nói sạch sẽ. Thành ra nhiều cái chuyện này nó xảy ra lắm thưa chị. Dạ. Dạ. Vậy khi mà có một cái chất lạ vào cơ thể đó thì nó tạo ra nhiều cái điều mà bác sĩ vừa trình bày. Vậy thì cái biofilm nó có khác với infection không thưa bác sĩ? Cái infection đó. Tạo ra infection. Dạ dạ. Cái infection đó thưa chị thì nó có thể nói là nó rõ rệt. Ok, chị thấy mũ nó đỏ, nó sưng lên, rồi chị bị sốt, rồi chị gọi bác sĩ đi nhà thương này kia. Còn cái biofilm này là có thể nói là ở đời đó không phải là hoàn toàn là nó trắng đen. Ok, nó có những cái phần xám ở chính giữa nữa. Ok, thì đây là một cái hình mà thêm chỉ ở cổ đây thì cũng sẽ bị biofilm. Thì cái infection đó là cái đen rồi, tức là nó obvious rồi. Nhưng mà cái biofilm này đó thì nó ở trong, thì nó giống như là nó low grade, ok. Thì có nhiều trường hợp đó thì riết rồi nó rỉ ra, rồi vết thương nó không có lành, rồi nó nặng hơn đó. Đây là hình của một cô có ngực to, ok, thậm chí có thể nói là sữa ngực. Thì lúc mà có con vi trùng mà nó đáp lên cái chất lạ, chất không có sống của cơ thể của mình, tức là cái implant, tức là cái chỉ, cái cây mũi hay là cái túi ngực đi, ok,
phản ứng của cơ thể. Nó không ra mủ nhưng nó tạo ra những cái bọc thẹo, những cái lớp nhờn rồi nó thành bọc thẹo. Nhẹ đó thì quý vị thấy ở bên trái là nếu mà nhìn kỹ đó thì nó không có dày lắm, mà nó nặng hơn á thì nó sẽ như bên phải, tức là gọi là grade 4 rồi, ok. Lúc đó là nó cứng rồi, lúc đó là quý vị sẽ có những cái thay đổi trong ngày, nó buốt rất là nhiều, nó bóp, nó chai, rồi nó thay đổi cái hình dáng. Đây là một cô, có thể nói một cô rất là nổi tiếng, Victoria Beckham, vợ của cái người đá banh nổi tiếng ở bên Anh Lê là ông David Beckham. Thì có thể chúng ta thấy rõ cái hình dáng ngực này nó thay đổi rồi. Thì chúng ta thấy cái ngực đó là nó thay đổi cái hình dáng. Lúc đầu giải phẫu xong bình thường nhưng nó cao hơn, nó cứng hơn, nó chuyển phải, chuyển trái, chuyển lên, chuyển xuống. Thì đây là chúng ta biết lúc mà vào mà lấy ra thì nó có những cái bọc thẹo. Và có thể nói nó khủng khiếp như vậy thưa chị. Cái này đó là chúng tôi thấy nhiều, rất là nhiều, nhiều hơn với cái silicone. Và silicone bị bể hay là silicone không bị bể, nhiều khi nó cũng như vậy. Và ở trên là cái túi, cái túi silicone ở dưới quý vị thấy là cái gì, là cái bọc thẹo. Chị nhìn á, nếu mà chị rờ vào nó như bánh phồng tôm, nó sầm sộp như vậy đó, nhưng mà nó có những cái trắng trắng ở trong, nó nhìn giống như cái cottage cheese của người Mỹ. Thành ra thưa chị, đây là có thể nói những cái gì mà chúng tôi giải phẫu, chúng tôi biết, chúng tôi cố tránh, chúng tôi ngừa. Và nếu mà trường hợp này mà quý, mà người bệnh nhân từ văn phòng khác mà tới tới văn phòng đó, trường hợp này phải theo lời tôi, những cái kế hoạch phải làm để cho nó ra. Cái này không có phải là cái lúc mà thương lượng hay nhõng nhẽo mà tôi chỉ muốn cái này, tôi không muốn cái kia, thì không có cái bệnh tiểu muội được, ok. Cái này là không phải lúc nhõng nhẽo, cái lúc này là cái lúc phải nghe lời và sẽ có kế hoạch để chữa trị và thanh toán cho cái ngực nó bình thường. Thì đó là tại sao mà chúng tôi nói là chúng tôi là cái bến cảng an toàn, và tại sao mà chúng tôi là trung tâm chích ngừa cái đại dịch thẩm mỹ làm đại, thưa chị. Dạ, cái này Quân, đó là những cái thí dụ mà về thẩm mỹ làm đại đó bác sĩ. Dạ. Khỏe làm đại hay là đấm bóp làm đại. Dạ. Thì chúng ta nhấn mạnh lại đó, thì tại sao mà chúng ta có những cái biofilm này, thì cái thị trường mà làm như vậy, vừa bệnh nhân và cái người mà cung cấp cái dịch vụ, thì tôi nói chị đó, thì chị ngờ không, chúng ta sẽ có một cái đề tài nói khác. Nha sĩ bây giờ cũng cấy tóc, cái răng cấy tóc là gốc con người. Thành ra bên Việt Nam người ta dùng cái lý luận đó, nha sĩ bây giờ cũng đi cấy tóc, ok. Thành ra có thể nói họ thấy những cái, đây là những cái mì ăn liền, nó tiểu phẫu rồi, không có gì đáng kể. Thành ra họ không có ngờ và không có ngừa và không có nhìn xa những cái gì mà có thể nói mà nó nặng nề hơn mà chúng ta phải tránh. Đây là những cái trường hợp mà tại sao mà cái thị trường này chúng tôi luôn luôn có rất nhiều những cái người mà cái ngực đã bị hư, bị chai từ văn phòng khác tới, và chúng tôi phải sửa tới sửa lui. Thành ra nói chung có thể nói là không bao giờ mà mất việc. Thì cái tiêu chuẩn sạch sẽ đó, thì tôi nói với chị, nha sĩ làm chung quanh miệng, cái chỗ đó không có sạch thì tiêu chuẩn sạch của họ khác, nhưng mà cái tiêu chuẩn mà bỏ đồ vô mặt hay là vô ngực thì nó chuyện khác. Y tá mà cầm cái ống chích ngừa thôi thì cái suy nghĩ, cái quan niệm nó rất là hạn chế so với cái quan niệm mà phải làm cái gì mà cho nó cẩn thận cho những cái mức sâu. Thì nãy chị nói là về cái thẩm mỹ làm đại, chúng ta nói chơi nói vui tại có một chút ít thời gian về cái sức khỏe làm đại. Thì chị biết sao những ca hư như vậy, những ca lớn, những ca sụn sườn, căng mặt toàn bộ, căng mặt sâu, hay là cái ngực bị hư hay phải nâng ngực lên á, thì cái vai tôi nhức lắm, ok, mổ rất là nhiều, không biết bao nhiêu tiếng, ok. Thì tôi đi, tôi tới chỗ Chinese foot massage, ok, để cho họ làm giãn ra, họ giãn ra cái chỗ mà cơ thịt bắp thịt nó cứng. Chị biết là tôi không biết ở Cali bây giờ sao, hồi xưa rất là rẻ, bây giờ thậm chí ở Houston là khoảng chừng 10-15 đồng một giờ thôi, ok. Đó, thì chị biết là tới chỗ Mỹ đi, massage envy Mỹ nó làm biến lắm, ok. Mỹ đó thì nó làm sơ sơ chứ có qua giờ nó giữ tay chân của nó, nhưng mà thật sự phải công nhận thì cái chỗ Chinese foot massage mình tìm đúng người thì họ làm rất là mạnh. Những người già rất cần này, tại sao? Tại cái hành động của họ, cái hậu quả với thời gian đó, thì mọi chuyện nó co rút lại, co rút cái gân cốt, cái cơ thịt nó khóa lại. Thành ra nhiều khi cái đó là một cái đau nhức của họ. Thì cái vật lý trị liệu hay là cái massage này mà làm giãn ra
thì dầm dạng rất tốt. Cái kỳ rồi mà tôi hình như tôi nói chị là tôi đi sau khi cái sữa ngực nâng ngực lên mà thay đổi cái túi ra đó, thì tôi bữa tối tôi đi foot massage đúng không, thì cái đang làm cái ông kia làm cái mặt rất là đã, rất là phê, làm tới cái tai xong rồi xuống tới cái chân, 2 giây sau tự nhiên thấy cái ngón tay ổng sao nó cứng cứng hơn. Mình lén mình nhìn xuống, đúng bác sĩ, mình thấy cái cục đá, ổng dùng cái cục đá nó trơn nha, tự nhiên nó trơn, ổng cà cà cho mình, ok, thì ổng cà, quý vị thấy những cục đá này, ok, cục đá này nó trơn, thì tào mà chị nghĩ là ổng một cục đá mỗi người sao không, một cục đá xong là ổng bỏ túi, ổng làm người kế, nếu không thì ổng rửa đi, ok, thì đây là những cục đá, có nói thần diệu đây, ok, có thể chúng ta xem thì có thể nói những cái cục này đó chị lên Amazon chị tìm có khoảng chừng từ 5 tới 15 đồng à một cục, ok, thì có thể nói chị nhìn kỹ nếu mà chị không có dùng để đấm bóp á, thì cái hình kế chúng ta thấy đó, lúc nào mà chúng ta đói bụng á, chúng ta có thể dùng làm đũa, thì đói đũa khoảng chừng 30-40 đồng mà chị, chúng ta ăn với mì gói, ok, tô mì rất là ngon. Thì thưa quý vị, ăn xong rồi quý vị chỉ cần rửa, không có cái gì, nó không có hút chất độc hay chất mì vô, quý vị không cần phải rửa. Thì chị nghĩ coi, đến foot massage tào, nó giãn cái gân ra, nó giữ cho mềm, ok, rất là rẻ. Những cục đá này 5-10 đồng thôi. Thị trường bây giờ thật sự tôi không biết sao có những cái cục đá, những chiếc đũa thần diệu bây giờ chị biết là vô, họ bắt chị mua tới cả 1.000 đồng. Ngàn đồng phải có một nguyên một bộ cho cái chân, tại cái chân là nó thấm chất độc ở chân, và cái trên mặt thì là cục đá riêng đó. Thì quý vị quý bác lớn tuổi chị nghĩ sao mà họ có tiền 1.000 đồng họ trả cho mấy cục đá, rồi họ liền vô cái máy rửa, phải có máy rửa nha, trong khi đó là thị trường là họ chỉ rửa bình thường thôi, xong rồi chị đi xoa bóp của họ thì thật sự nó chỉ xoa bóp thư giãn thôi, thêm 1.000 nữa, trong khi đó quý vị 15 đồng một tiếng đồng hồ quý vị tới Chinese foot massage mà họ làm whole body nữa. Thì có thể nói đây chúng tôi cung cấp chia sẻ, có thể nói là cái kiến thức thực tế. Thì thưa quý vị, anh Trường để cái hình cuối cùng lên. Bến cảng an toàn là trung tâm MyCare Plastic Surgery, ok. Thì chúng tôi, trung tâm không có tin tức giả, chúng tôi không có bằng cấp giả, chúng tôi không có trò khỉ, chúng tôi không có chơi chỉ, chúng tôi không có leo cầu khỉ, quý vị muốn leo cầu khỉ về Việt Nam. Chúng tôi không có dụng cụ thần kỳ. Muốn gắp mì ăn thì có đôi đũa, ok, nhưng mà không phải để chữa bệnh, ok. Chúng tôi cũng không có 3.000 năm gia truyền, bí quyết gia truyền hay là con nói. Cha khôn thì con khờ thì bí quyết nó bị bí luôn, thất truyền luôn. Thành ra trung tâm của chúng tôi là trung tâm chích ngừa và trung tâm của chúng tôi điều trị cho đại dịch, gọi là thẩm mỹ làm đại và sức khỏe làm đại. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Và kiến thức rộng rãi thì đòi hỏi cái knowledge và cái kỹ thuật chuyên môn thì đòi hỏi cái sự sáng tạo, cái cao cấp của một người chuyên khuôn môn đã được đào tạo, và sau khi đào tạo vì 20 năm hành nghề thì chắc rằng bác sĩ sẽ gặp nhiều trường hợp khác nhau, và bác sĩ có nhiều phương cách để giúp nhiều trường hợp khác nhau, cũng như là cái nhìn quốc tế thì không có nghĩ rằng khi mà xem bác sĩ trình bày thì cái nhìn rất là trẻ, và cái kinh nghiệm cũng như là tạo hình thì là tái tạo lại hay đem lại những cái gì đã mất, phải không ạ? Cho nên là nếu mà quý vị có nhu cầu muốn làm đẹp hoặc là quý vị có những cái vấn đề thì tôi nghĩ rằng quý vị nên liên lạc 832-874-6000. Cảm ơn sự theo dõi quý vị, cũng như quý vị có thể truy cập giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp ở trên YouTube để xem lại chương trình của giáo sư bác sĩ Nguyễn Hồng Anh. Xin trân trọng kính chào và kính cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay. Dạ, xin chào.